Hello các bạn. Hôm nay rảnh rỗi xin ông nội không có gì làm. Mang xe đi rửa giờ đến xe vợ mình. 3 tháng gần 3 tháng trời đen như cái chó. Nhưng mà không sao. Lát nữa rửa free mà. Hoàn toàn miễn phí. Giờ mình sẽ đi đi về chỗ lấy xe mới đâu chứ. Đi xe thì nhanh mà đi bộ thì không biết chừng nào nó mới tới luôn. Một công đôi chuyện luôn. Mang xe đi làm lại cái alignment, là chỉnh cái bốn xe nó cân bằng. Là một lần hết 90, nhưng mà 150 đó thì được bảo hành đến 3 năm luôn. Bất cứ lúc nào muốn mang tới họ làm lại miễn phí. Sao mà xa thế, đi xe thì ngăn mà sao đi bộ xa thế. Mình cũng rảnh rỗi thiệt. Thôi kệ, coi như là đi bộ vậy. Đói quá, chắc vô làm cái hamburger quá. Wow, Lexus RCF nha các bạn. Wow, đẹp dễ sợ luôn á. Chiếc này cầm 468 mã lực.